Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận Cẩm Lệ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đến thăm thương binh 1/4 Lê Thị Loan và gia đình liệt sĩ Đặng Văn Giới cùng trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong muốn hai gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương để thế hệ con cháu noi theo, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thương binh Lê Thị Loan tham gia cách mạng năm 1964, là du kích xã Vĩnh Lộc, bị thương vào tháng 7 năm 1969 trong lúc chiến đấu. Còn liệt sĩ Đặng Văn Giới nhập ngũ tháng 4 năm 1965 là chiến sĩ huyện đội Hòa Vang, hy sinh tháng 5 năm 1967 trong lúc chiến đấu. Vợ liệt sĩ Đặng Văn Giới là bà Lê Thị Lãnh, sinh năm 1946, từng hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học và có công giúp đỡ cách mạng.